Bóng dưới tay anh. Là người tây biên cầm bóng đúng không? Sau đó này, thấp đang cao luôn, thấp người xuống crossover sang luôn. Lút đổ bên trái, lút đổ bên trái luôn. Thấp người xuống này đúng không? Chữ U bắt 5 phòng thủ 1 cho anh. No middle, không cho đi vào giữa, được chưa? Và phải nhớ người của anh em. Sau khi ghi điểm xong, lập tức quay về sân. Yo, what's up anh em? Chào mừng anh em trở lại với YouTube mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một nó giống như một cái diary vlog của mình. Mình sẽ chia sẻ với anh em công việc của mình hàng ngày, xem nó sẽ diễn ra như thế nào, cũng như là khó khăn gì nhá. Hiện tại đang là mình đang dạy lớp nhóm cùng với VB. Thì chúng ta cùng theo dõi xem hôm nay có những gì thú vị. Ok, let's go. Nhắc nhở, đến muộn. Let's go. Ok, nào các bạn ơi, đứng rộn ra mẹ cho anh à, đứng rộn nào. Nhanh lên một tí nào, các bạn nhanh chân một tí. Còn đầu tiên này, anh muốn các bạn bám chặt ở chỗ, được chưa? Còn thứ hai, bứt tốc cho anh. Các bạn sẽ có 3 giây di chuyển một chiều, chạm vạch bên kia quay về luôn nhá. Tổng cộng là 6 giây, cả đi cả về. Let's go. Nhanh chân lên, nào rộng ra đất Đức. Tiếp tục, kỳ càng, nhanh chân lên. Mũi chân, mắt nhìn lên, đừng nhìn xuống đất, mắt nhìn lên. 3, 2, 1, tiếp tục về. 3, 2, 1, close out. Nào, ok, nghe này, close out như nào. Các bạn phanh ngay lập tức nhảy được đâu, đúng không? Hỏng hết gối đấy. Ok, close out mà. Một lần nữa nào. Chuyển xấu nữa anh ấy. Ai dễ chuyển một tay như thế? Đếm lên. Thầy Việt đây, cho anh xin vào 1 phút. Ê, baseline. 5 4 3 2 Anh hỏi anh này, 30 giây rồi. Các bạn tập bài này chưa? Các bạn có biết truyền? Anh không muốn những đường truyền như thế đâu nhá. Ok. Hai người chơi kia đi. Nghe này, người ta xin bóng thì mình hãy truyền, và truyền chắc chắn lên cho anh, đừng truyền ẩu nữa, làm ơn. Không có đang ném 3, vào ném 2. Lại thầy ơi. Trăm năm tư 10 phút. Baseline. Em cố gắng lên, chỉ thực hiện trong 10 phút thôi. Các bạn được giờ nghỉ, chứ phải chạy lên đâu. Ok, bây giờ chắc lên. Ok, đẩy này, nhìn nha, rebrand là người áo hồng này. Đó, rebrand, đường đầu tiên, ok. Rồi, phát bóng biên, bắt buộc phải phát bóng biên. Đẩy cánh, rồi, cánh đánh. Đường cánh wing thứ hai, đường thứ nhất. Quay về, phát bóng biên. Đập một nhịp. Đẩy wing. Rồi, wing thứ hai, người wing thứ hai ghi điểm, đột phá. Ok, ném đột phá, nhưng đột phá. Chắc cốp sẽ đột phá, rồi. Bây giờ sẽ là trailer là người sau, Quang Anh. Hoàng Anh. PG tiếp tục. Rồi tiếp tục. Rồi, lượt cuối cùng PG sẽ là người đánh. Ok. Với các bạn sẽ vẫn hơi dối, nhưng mà cũng tạm ổn rồi. Không bị loạn. Anh bảo em không cần thiết phải truyền cho Hoàng Phong đâu. Em truyền cho Hoàng Anh đang có đà ra vào này. Nó đang trailer ra vào, hiểu không? Đi vào tròn lên. Thở đi. Đổi cánh.
Tiếp, 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 tiếp. Wing, wing, wing. Try it out, try it out. Home, home, wrong. PZ, PZ. Tiếp, 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 tiếp. Ok. Hey, good job, good job, good job. Em ơi. Ok, ổn đấy. Thở đi, thở đi. Này, bắt bóng trượt cho Tùng, nhớ. Mày 1.80 có làm được. Có đồng ý về buổi sau có phần là trường hợp này không? Ok. Có bán à? Manucci VB nhá, một lần. Con chủ chi VB. Một phút. Đó. Hôm nay có một số bạn đánh tốt nghỉ. Nghỉ đúng không? Đánh ế đây. Ngồi đánh Super League. Rồi rồi. An nhé, An nhé các thứ đây. Hoàng An, Hiền, Tùng Anh các thứ đây mấy đứa đánh Super Kid. Rồi anh hiểu. Ok. Hoàng có tập được không? Khi Hoàng Nam Dũng là khả năng là sang tháng 5 bắt đầu tập lớp này. Ok. Tại vì các bạn đấy lên trường FPT chỉ về được cuối tuần thôi. Ồ. Ok. Đầu tiên anh muốn nhá, chúng ta đập bóng nhanh. Về. Ok. Lưu ý này, thẳng lưng nhá. Thấp hơn. Liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Căng cái tay lên cho anh. Anh muốn các em căng tay nhé. Và bóng này. Thẳng lưng, thẳng lưng. Thấp kêu. Đang bị ngửa người rồi. Chúi người về trước một tí. Căng lên, căng lên. Tiếp này. One way, one way. Ok, thật nhanh hết có thể cho anh nhá. Nhớ nhá. Dẫn lên. Ok, mặt ngửa lên, ngửa lên. Đừng nhìn bóng. Đúng rồi. Ok, good. Lưng cong. Nào, rộng chân thu vào một tí. Thấp hông xuống. Giống như tấn. Căng lên em. Bóng cao. Ok, handle của em đang kèm nhá. Handle của em đấy nhá. Anh muốn các bạn không nhìn bóng nữa. Yeah. Thấp bóng nữa. Và cái in out chỉ ngang đầu gối nhá. Không cao quá. Oh yeah. Không cao quá. Ok, tay trái. Tay phải chưa đi. Tay phải chưa đi. Đi. Ok. Và khi nhá. Sau anh sẽ dạy thêm một động tác nữa. Nhưng mà bây giờ cái tập chúng ta quen. Đi người với anh. Chưa? Đi người với anh. Rồi sau này khi anh bên làm quen đã rồi, anh sẽ chỉ cho em thêm động tác là gì. Qua. Chân trái bước mở đúng không? Chân trái mở này. Chân phải bước lên và gạt đối thủ ra. Hiểu không Phong? Ok, nhìn nhá. Nó sẽ là đi, gạt. Cái bóng của em sẽ thấp và cái tay của em sẽ gạt. Không đứng cao quá, không cùng lúc là tấn công. Đây này. Đi này. Bùm. Gạt cái tay ra. Ok, rồi. Vậy đi. Chân lên thì đưa bóng vào háng. Ok. Và nhớ đưa cái cả, tức là anh muốn các em tiến cả cơ thể của em đi nhá. Đừng dùng mũi chân nhảy, đừng dùng mũi chân nhảy. Đây. Đây phải nhá, đừng dùng mũi chân nhảy, đừng dùng mũi chân nhảy. Mà anh muốn các em đưa cả cơ thể em đi. Và thấp người xuống nhá, nhớ bóng không được cao. Ok. Đúng rồi. Nào, chậm, đúng rồi. Nhanh hơn một tí nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào. Thấp người xuống. À, anh sẽ đổi cái dây khác cho em. Dây này nó yếu. Đổi dây căng lên. Dây đen này. Ok. Anh muốn các bạn này kéo căng ra. Được chưa? Kéo căng, hai thằng kéo nhau đi. Được chưa? Nhưng phải giữ nguyên trụ. Ok. Anh muốn các bạn co tay này, hiểu không? Đây này. Các bạn phải kéo nhau nhưng mà các bạn phải giữ cái khung tay. Đấy, các bạn giữ cái khung tay và kéo. Chưa? Đến lúc căng người thôi. Nhá. Ai, cái này, dừng. Tiếp nhá, vẫn như vậy. Anh muốn các bạn không đập bóng nhé mà tap. Tap, tap nhá. Lưu ý đây, ngón tay thấp xuống. Đức thấp nữa xuống. Ngón tay á, không phải người em, mà cái tay của em. Ok. Đó này, anh muốn bóng. Thứ nhất nhá, anh bạn có thói quen luôn luôn phải thấp bóng. Điều tiên khi nhận bóng là gì? Anh muốn bóng này. Bô. Thấp hay cao tùy, nhưng điều tiên quan trọng nhất, nguyên tắc số 1 của anh đưa ra, đó là em phải bảo vệ bóng. Bảo bất kỳ điều gì. Cầm chắc quả bóng vào, ok. Luôn luôn ở sẵn sàng. Được chưa? Kể cả em có đứng xa nha, anh cũng phải sẵn sàng. Được chưa? Ok, kể cả anh đứng cao, anh phải bảo vệ nó. Ok. Các bạn sẽ tự động tác đưa bóng chữ U cho anh. Và đưa kết hợp đưa chân phải đi lên. Được chưa? Nhưng không phải giáp nhá, bạn đi luôn. Nghe này,
một cái bước quanh rất dài, thấy không? Mắt phải nhìn rổ nhá, nghe này, mắt phải nhìn rổ nữa. Ok chưa? Các bạn hoàn toàn này một cái nhớ này, sau đó đưa bước đi. Bật dứt điểm ra. Ok. Nhớ bước này. Cái bước bước ấy. Ok. Càng sát đất em càng khó bị steal. Và yếu tố thứ hai. Dứt khoát. Dứt khoát. Ok, let's go. Người đi đi, anh sẽ sửa tay không? Nào, nào, nào. Cái tay bóng chữ U. Let's go. Ok. Tiếp. Anh bảo. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp. Em đừng đưa bóng này, mà em đưa cả người em đi luôn. Cả người em, đúng rồi, cả người và đi bóng luôn. Thành một khối. Đi đi. Tiếp. Nào, nào, nào. Đào ơi, không lấy nhịp từ, nghe. Không lấy nhịp trụ. Không lấy nhịp trụ là sao? Em không nên lấy như này. Mà lấy bước 1, 2 thay vì lấy bước chụp. Lấy bước chụp thế, lấy trụ kép thế chỉ phù hợp cho việc đánh trong. Còn nếu em nhảy ném bằng jump shot, tức là không ai cấm em được. Nhưng anh nói luôn là động tác mà kiểu pull up kiểu như vậy á. Pull up kiểu mà em lấy đà này, nhảy lên này, ờ cao hơn đấy. Nhưng mà khiến cho có thể em mất thăng bằng và cái tay của em sẽ không ổn định nữa. Em thử mà xem, em cứ thử mà xem. Anh khuyên các em lên lấy phút 1-2. 1-2 lên. Đúng rồi, đúng rồi. 1-2 và lên. Chứ không phải là đi xong lấy bước chập. Không hiểu không? Không phải lấy bước chập. Hiểu chưa? Nếu mà gần rổ thì em còn làm được, nhưng nếu xa rổ em chắc chắn airborne. Trừ khi em có cái cơ. Ừ, trừ khi co thăng bằng em cực kỳ tốt. Rồi là keep it going, keep it going. Đi. Ok. Tốt. Sai bước. Bước. Đúng rồi, đây này, đúng rồi. Nice. Đúng rồi Đức, đúng rồi. Hợp lý luôn, nhưng mà đừng bị bay người, đừng bị bay người. Đi đi. Đúng rồi. Nhưng mà lên form cùng nhau đi. Bước chập rồi. Tiếp. Đúng. Rồi. Thả bóng này. Bắt chân trái lên. Tập đi. Đa. Đây nhá, thả bóng này. Lấy chân trái trước nhá. Lên. Thả đi mà. Không đâu đâu, đừng đập. Thả bóng ra. Anh bảo em thả đi. Đúng rồi, đấy, đấy, đúng rồi. Nhưng mà vào cái form mình đừng bị khuỳnh khuỳnh. Mà mình vào cái form ném luôn. Thả này. Lên. Thấy chưa? Thả. Lên. Nào, nào, bước chân, cái bước chân. Cái bước chân. Oh man. Đếm đếm. 5 bia bia. 5 Tiếp. Nhảy thẳng lên. Nào đừng chờ. Bước chập rồi. Lốt đổ chân trái luôn. À cơ thể và chân và cơ thể xuống đi cùng nhau. 4 rồi đúng không? 4 rồi. Thấp người xuống này. Đúng không? Chữ U. Bắt. 5. Đơn giản thôi. Vẫn như vậy nhá. Nhưng tổng là các bạn sẽ có. Đấy xem, hai nhịp. Đấy nhá, nhìn nhá. Vẫn như vậy này. Thấp này, thấy chưa? Cao người. Ờ gần giống hay gì, đúng rồi đấy. Nhớ nhá. Nhìn này. Vẫn là chữ U nhanh này. Hai trụ đứng song song đúng không? Thấp người đi ra đây này. Hay gì? Đi ra đây. Dứt điểm. Ok. Ngửa bóng này. Hơi ngửa nhá, không phải ngửa bóng. Và cái tay này hơi thu về một tí thôi. Để tạo thêm cảm giác lừa là người ta đang cầm bóng, đúng không? Sau đó này. Thấp đang cao luôn, thấp người xuống crossover sang luôn. Let's go. Thấp bóng xuống. Các bạn toàn quên bóng chữ U của anh thôi. Bóng càng sát đất càng tốt. 8. Bóng dưới tay anh. Bóng dưới tay anh. Bóng dưới tay anh, đi đi. Mấy rồi? Nó đi. 10 chưa? Ok. Rồi, tập trung. Đang bị hơi chưa quen.
cần phải tập luyện nhiều. Rồi ok, buổi tập này với anh là xong. Bây giờ anh cần gọi uống nước, sau đó chúng sẽ ok, let's go. Thu cho anh cây nấm vào. Phòng thủ 1-1 cho anh. No middle, không cho đi vào giữa, được chưa? Và phải nhớ người của anh em. Sau khi ghi điểm xong, lập tức quay về sân luôn. Bắt 1-1 ở khu vực 3 điểm nhá. Được chưa? Đoán xem trung phong hay người ta mạnh ở điểm gì thì phải bắt trung phong, tất cả vị trí của người ta mạnh ở điểm gì mình phải take care được. Ví dụ người ta ném được phải bắt cao lên. Quan trọng nhất là thủ nhất cho anh. Còn tấn công thì bọn em đánh thoải mái, anh nói luôn đánh thoải mái. Đừng nhớ cái bài chạy đầu tiên mà trailer cái thứ đó, là để các em di chuyển vị trí nó không trùng nhau. Được chưa? Đánh rõ vị trí nhá. Tuấn cầm bóng, Đức và Phong đánh trong hai bên cánh. Từ anh cho thằng này nó lên, thằng này nó hay mệt thì cho đánh từ luôn được không anh? Cho bọn em do Tuấn. Tuấn kiểm soát. Tuấn ơi đánh. Ok, vào sân đi, vào sân đi. Nào lấy người đi, lấy người của em đi. Lấy người của em đi, lấy người của em đi. Ê, cứ đi. Đúng rồi. Ê. Cánh lên trước, cánh lên trước. Đánh. Hai. Chắc lên tụi này, chắc lên. Ổn, ê. Tôi mẹ, tốt tuần này, tiếp tục, lấy người phòng thủ em đi. Anh bảo 1-1, đứng vị trí đấy cũng được. Nhưng mà nếu em hép về á, nó truyền được cho thằng bên này thì sao? Em phải bắt bọn nó, hiểu chưa? Bắt bọn nó phải co về, thằng cánh á chứ không phải em. Em co về thì nó hở đáy rồi. Anh bảo 1-1 mà, 1-1 mà, hiểu không? Không cần phải máy bò gì đâu, không phải máy móc gì đâu. Cứ 1-1 thôi, theo 1-1 cho anh. Áp lực ở đây 1-1, hép, áp lực vừa phải thôi chứ mà em không phải lùa bóng, được không? Em không cần phải lấy quả bóng. Ủa... À, quần đen. Tốt Tuấn ơi. Khó rồi. Đúng rồi. Bước rồi, thủ tốt. Tiếp tục. Pika cho Pika. Phải, tốt Phong kìa, ơi, cẩn thận đi. Về đây. Sao lại bỏ? Em không để ý. Thủ ấy bảo em bỏ thế nào? Ô, quản lý em. Ok, good. Tốt Tuấn. Ok. Điều hòa nhịp thở. Thế này. Anh bảo này. Thấy không? Đội họ đang bị sao? Đội họ đang bị cuốn vào bóng. Họ cứ bóng được người ta bu vào đấy. Nên là lý do sao mà chúng ta có thể chống đánh. Bên thứ hai là người thủ Tuấn rất là hỏng. Nên là Tuấn phải lợi dụng cái điều đấy. Ok. Tiếp điểm chắc là một tí. Tốt rồi. Nghe này, anh vẫn ưu tiên nhất không phải tấn công đâu. Đó là phòng thủ. Được chưa? Anh cần mà em phải theo đến chết cho anh. Nếu trong trường hợp mà em bị screen, em phải switch một cách hợp lý nhất có thể. Phải thông báo với nhau, giao tiếp với nhau. Đừng tránh tình trạng một mà là cái gì? Là hai người bị chập vào một, hiểu không? Là hai người thành thủ một đấy. Ok. Cái người mà ở phía sau á, phải báo cho người phía trước là điểm trợ bên nào, để từ đó mình có đưa ra cái phương án hợp lý. Anh chỉ khuyên là gì? Cái người phía sau á, bọn em chỉ giả vờ ra hét thôi, còn đừng ra bắt người ta. Bởi vì nếu người ta pick and roll xoay vào trong, đặc biệt là Hoàng Anh cao, đánh rổ trong tốt. Họ pick ở trong thì gần như là mình chết. Thở. Đúng không? Thôi bây giờ tập trung thở nhá, làm lại từ đầu. Tốt rồi, bây giờ làm tốt đấy, hiểu không? Thở đi. Let's go, give me high five. Let's go. Dồn sức công có thủ đâu. Tốt. Nhiều lắm. Ui giời. Ôi. Rồi mình vừa kết thúc một buổi dạy. Đây là công việc hàng ngày của mình. Anh em thấy thế nào? Với mình thì khá là mệt nhưng mà vui. Nếu anh em hôm nay các học sinh của mình mà đảm bảo được buổi tập tốt hơn nữa thì thực sự là có mừng nữa. Nhưng mà qua video này mình muốn chia sẻ với anh em là công việc của một huấn luyện viên sẽ như nào. Trong thời gian tới mình sẽ chia sẻ nhiều cái video hơn nữa về vlog đời sống của mình và cái công việc của một huấn luyện viên như nào. Ok.
Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình. Và cũng như đừng quên bình luận cho mình những ý tưởng mà anh em mình muốn làm trong thời gian tới. Ok. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace. Mình phải đi ăn thôi. Muộn quá rồi. Let's go.